đầu năm 2005 bản biệt phúc linh biệt thanh đồng tổng thường ngọc soi. Kính thưa các quý vị, trong suốt 15 năm qua, thanh đồng Nguyễn Thị Dung đã trải qua biết bao thăng trầm. Từ khi bị cơ đầy đã phải chịu bao nhiêu cay đắng trước những trái ngang một bề đường vẫn đần đờ bởi sự hiểu biết chưa thấu đáo về một tín ngưỡng dân gian vô cùng độc đáo của dân tộc Việt, và cũng từ đó để xảy ra lối nhìn hiện thiện cho là hành nghề mê tín dị đoan. Nhưng thanh đồng Nguyễn Thị Dung đã vượt lên tất cả, chuyên dung cầm cầm tu nhân tích tức tức Phật thánh chứng quả hoàn thành. Thanh đồng Trọng Thị Dung đã thành danh trên con đường đạo tổ tổ lương thờ tổ tiến hành đường xa khắp nơi lên đến bản điện thức kinh của thanh đồng lúc tiếng gần xa, và đó cũng là một lần phúc mà thánh mẫu trao cho thanh đồng. Chúng ta bốn mùa âm dương khí tạo tâm trí thành câu đạo cầu bình an, à thức dâng lên đăng tràng, à thức dâng lên lòng tin con bái đạo Chúa Tiên Nè. Tiếng dung nga hội lại đành nói tiếng tiếng dung mang tình tăng quả tin thay thánh tiên thằng tôi sẽ thắng sẽ đoàn hè đồng vô hương xa nhạc với mong vẫn chơi Phật hải thất sao văn quyền sư thất mong vẫn thành thì mong vẫn chơi Phật tiền đoàn hình mong vẫn cũng là Bồ Tát à Tát à mong vẫn cũng là Bồ Tát à Tát à mong vẫn cũng là Bồ Tát à Tát sẽ đoàn hoàn thành đá ngọc hồ thần nữ đèn hè thủy cung giới tịnh trần lang phật đàn dân tiên ca du từ một đường vô a di đà thanh hương chi kim vương trong phương a di đà phật a di đà phật a di đà phật chú tổ tư lạc kinh phật quan thế âm bồ tát a di đà phật ai nên tới
hỏi thăm phố kép mà đi vào qua chữ bồ hạ đường vào bỏ tháng có cây ngọc là xanh bốn thank you.
rừng tung bách mái nhà dập bóng cánh xanh hồng còn đọng núi sương có hay đâu sự lạ ra quỷ cùng nhắn ai lên đất bảo hòa lễ mùi phong nguyện cảnh thân tiên thank you.
nào là các tiên hỏi cô chú diều nay đã lời đâu tìm cái tiên chót chém diều đào dâng nhân tuần giới dâng nên để ngọc để các cô dâng vào là mời chúc quan hoàng rồi các cô dâng mời chúc quan hoàng bảy sớm quỳnh mình à tiếng xót chén rượu đau nhị tuần là nâng lên bề ngọc kỳ các cô dâng vào là mời chúc quan hoàng bảy sớm các cô dâng mời chúc quan hoàng bảy sớm tam bối rót chén rượu đào tam tuần trùng nâng lên kính chúa nâng lên tạ bồ đề các cô dâng vào là mời quan hoàng bảy sơi các cô dâng mời chúc quan hoàng bảy sơi ông bảy ngôi thường để đức vua cha hoàng giáng tại sơn lâm con thêm xa sang u sang lưu phàn
Sơn Lâm núi đồi hùng vĩ đền đồng quân tua khí trung linh linh sông thác đồ bên gành nghề ý à. Thank you.
chạm đón thôi quan tổ bay theo bụi mưa và bồ nước khe ôi đền thờ hoa quả xuân xuê long lanh mùi như hoa và trắng như ngọc hà xuống nước biết thương cùng mày loạn ra cô về đây đồi núi bao xa là bao la lên là của hai bông hoa hai hoa đẹp về đến đây biết bao thành đầu chờ mong ba biết bao thành đầu đẹp như cô quanh quanh có quanh
có đồ bày thôi đường bên rừng thì bên sủi ngắm buông bên nở đồ Tiếp theo sẽ là phần tham gia giao lưu của thiền đồng Lê Thị Huệ.